chiều không mấy. Dạ con vẫn chúng tôi thay. Mấy ai đấy? Thì sao đấy? Mấy quả? Mấy. Của mấy của em đi. Bảo bà mày đừng sang, cứ sang làm gì cơ mà. Già giáo cần gì phải sang đêm hôm này mà. Bảo bà mày cứ chuẩn bị ít rượu được rồi. Thật. Bảo đừng sang. Tối đêm hôm vất vả. Nhưng mà ông hôm nay điện có làm không? Ông kia ông có làm điện vào không? Thôi thì thôi có thôi rồi đi. Ừ, thế con bị từ Hồng Nạc về đây chết. Cảm Nạc ngay đây. Bà xét hơn bà không chịu đâu. Ấy tối đến này đi còn đường còn công ông đường đường ấy thôi. Nói chung gọi là bà thôi nhưng mà cũng chỉ hơn anh tới mấy tuổi mà. Anh biết vậy này, gọi bằng bà nhưng mà vợ ông Thụy nhà anh chỉ hơn anh tới mấy tuổi thôi nhỉ? Ông Thụy ông chỉ hơn anh tới mấy tuổi, ông Thụy nhà chị à sinh năm bao nhiêu? Anh tới mấy tuổi, nhìn tình phần này mày, này mày sát gì động kèm lạ gì ông đấy mà. Ông muốn chị sinh năm bao nhiêu? Không phải hơn tuổi anh tới. Hơn thì hơn rồi nhưng mà... Hơn nhiều thì hơn nhiều. Này đùa, ông chỉ tang tuổi ông Dũng nhà anh ý tầm chỉ tầm 71, 72 thôi. Thế giờ cho mày bắt một biển. Ông sinh năm bao nhiêu? 6 năm mày... Thật không? 6 năm mới đùa này. 6 năm thì năm nay, năm 9 rồi. Thế thì hơn thì tới mấy tuổi? Đâu, hơn 11 tuổi. Tới 76. Này đùa 76, 66 là 10 tuổi rồi. Ôi, có 9 tuổi. Rồi. Em nhìn ông ấy chỉ hơn tới mấy tuổi đúng không? Rồi. Không, già giáo với ông ấy thì... Già giáo với ông Hòa thì anh không gọi anh em được. Thế mình treo. Ra quán thì mình gọi. Rồi. Đúng còn gọi rẻ tới nhá, còn dâu Hà nhá. Không đâu, tí không được lên. Con dâu quắc với con rể quắc đầu. Hiền của ấy vái mạnh rồi. Vái là thay thay nắn bóp rồi. Cũng đều công năng như nhau. Này tầm 10 năm nữa. Tầm 10 năm nữa bắt đầu xem thì mới có giá trị. Anh chị cho tay vào đừng cho thìa. Ông sặc ấy. Nó là bác, nó là bác sĩ và anh là công ty nó khác nhau. Đúng rồi. Đây là như chị Hương nhà anh tới giờ mệt quá. Đấy là kêu ai? Bố em bảo là lại ra một bố bán nhau. Đúng rồi. Phải đoàn, là chỗ nào đã chưa? Phải đoàn kết, phải ông dặn phải đoàn kết. Ông có vàng, phải có vàng không đầu. Ví cái sợ ra thôi. Ông nghe thấy đấy, bố nhỉ? Còn cái thằng đâu? Ấy... Hả? Đây đi. Gì? Anh bật tạp nhạc Nam Mô Di Phật đi. Bật tạp ông thích nghe. Hả? Điện thoại không có mạng à? Anh Tuấn điện thoại có mạng không? Hết pin rồi. Anh làm một ngày gửi về không rồi. Cô tưởng anh đi gọi là lái xe điện thoại phải có mạng chứ nhở? Thế anh tìm đường vào 3 giờ rồi nào nào? Anh chỉ cười gửi ấy thôi. Anh chỉ kiếm sách thì anh xem thôi. Anh chỉ xem thằng nóng. Riêng bạn chỉ xem thằng nóng. Đâu? Đúng rồi, đúng rồi. Cái dây kia là khoảng lên đầu hay khoảng đi đâu không quan trọng. Quan trọng nó cứ vào mũi là được. Đúng rồi. Mọi lần là mình toàn dốc ngược lên đúng không? Rồi. Nên là hôm nay hôm nó bỏ ra
Ông bây giờ nhìn kỹ mặt ông Hòa với cả mặt ông Giới với cả cái mặt cái con Ninh nhà em rất giống nhau, cái con thứ hai nhà em. Ừ. Qua ở đây uống trà tận 4 giờ sáng rồi. Cái này đêm mình nghe mới to, giờ đang nghe bé khoảng năm tới một cổng vậy. Đêm nghe mới to. Thôi đưa tôi uống nhanh, tôi đi có việc. đang tiếp nước mà đưa tôi uống, tôi đi có việc. Đâu đã thì bố cho truyền cho ông chai rượu có phải hơn ai không cái đấy vào máu được, cái này ta phải lọc qua qua bộ lọc được. 6 sao được, sao 46 được, 78 làm sao 46 được. Anh vừa đang về. Thôi về thôi. Về mà nghỉ ngơi. Hả? Cứ bà về nghỉ ngơi xong có gì thì anh chị em về gì có gì thì anh chị điện không về vào. Về nghỉ ngơi. Người ta bộ thức đêm, thức khuya biết đêm dài.
rồi nhảy tới chứ là kho bát tà nó quật cho nó mệt quá. Ôi chiều này em thuê anh tới đi qua nhà em. Anh đi nỗi nào người đấy. Bố nghe niệm Phật chưa? Bố niệm Phật trong tâm đi. Chặn đầu nào vừa ấy xuống dưới đấy là xem là chạy vào cái chân sổ số kiến thiết mình bắt ấy. Quạt cháu ổn cỡ. Quên đi, ông không làm thì có khối. Ô, anh xem TikTok chưa mà? Em chào anh, một em hàng xóm của anh mới xuống chiều này. Chạy vào cái chân sổ số miền Bắc ấy nè. Thì thoảng ông về ông. Thì thoảng là ông về ông bảo là hôm nay ta cho cái con đà gỡ gỡ. Ông về ông nông nông con cháu nào ok. Ai chứ ông không bao giờ. Ông của chúng mày không từng được cánh sinh có lâu. Làm thì phải tiết ghi âm. Cho cái gì ông cho mà không cho làm cái gì. Đã làm đâu. Ông nói cái đấy ông đi làm đi. Con cháu nó làm nhàn. Đâu đấy là đầu óc. Là nó chủ yếu nó môn toán học. Anh Hợp đang bỏ anh đây là đầu, đầu óc, đây là đầu óc nào. Cảm ơn mắt, giật mi mắt từ nãy rồi, tất cả mi mắt đều giật, nó giật tứ chi. Bố thả lỏng người ra, thả lỏng người ra, thả lỏng người ra là nó sẽ không giật. Vì nó vừa ngã. Ông cứ nghe Phật, niệm Phật nè, ông cứ nghe Phật. Thua. Ông không chú ở đi, ông đêm chú ở đây. Ông về, đêm nay ông về. Về, ông ăn em. Ông không khổng mệt, mệt. Mệt bèo lại. Mày cuốn đi mà biết. Một chút đó, một làm đéo mà giờ. Trẻ thế thì sao? Một cái gì đó, biết đâu, biết đâu mà làm. Lúc bây giờ mẹ mà đã giao cho chú rồi là chú phải có trách nhiệm. Ông cứu hộ đây nào, bắt ông ra cái cài là không. Ông giờ cái món này là ông bỏ rồi. Ông thổ là bắt ông ra cái bên trời ông để tắm đâu ông bộ mưa tốn tiền lắm. Bị đau lắm. Ông tốn tiền lắm. Thả lỏng người ra, thả lỏng người ra. Không nó lại giật bây giờ, thả lỏng người ra. Không được nghĩ ngợi gì hết, thả lỏng ra. Nó thật ngay. Được. Chứ cái hình của sắp xuống ảo. Rồi rồi. Ê, cháu hiểu là tật Bình Linh chẳng. Cháu hiểu chỉ thích đánh đàn. Đéo mẹ cái môn toán học rồi chính là lao động thể lực chịu giờ. Bố thả lỏng người ra cho nó giữ giật nhá. Mẹ sao đấy.